Question 171. Which Federal Reserve District is where California is located? A. 6th. B. 8th. C. 12th. D. 14th. Correct answer is C. 12th. Câu hỏi 171. California nằm ở quận hạt nào của Cục Dự trữ Liên bang? A. Quận thứ 6. B. Quận thứ 8. C. Quận thứ 12. D. Quận thứ 14. Câu trả lời đúng là C. 12.